Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tích tích khá là hay. Đó là tích Better Wi-Fi 7. Thì trong cái thời đại công nghệ này thì ai cũng cần đến Wi-Fi, bởi vì 3G khá là tốn kém. Mà cái Wi-Fi của iPhone thì mình cảm giác đôi lúc nó còn yếu hơn Wi-Fi của máy tính. Thì sau khi cài cái tích Better Wi-Fi 7 này thì mình sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn. Đấy là thứ nhất là nó sẽ giúp cho mình tùy chọn các mạng Wi-Fi mở, tức là không có mật khẩu. Thứ hai là sẽ cho phép các bạn làm mới Wi-Fi. Bình thường khi các bạn vào Wi-Fi, các bạn phải đợi một lúc để nó tự chọn, và bây giờ các bạn có thể làm mới bằng cách kéo nó xuống và nó sẽ lại làm mới lại một lần. Thứ hai là nó sẽ tăng cường danh sách cái mạng Wi-Fi bằng cách hiển thị cường độ và tín hiệu cũng như cách mã hóa của Wi-Fi, khá là hay. Và mình có cảm giác là sau khi cài cái tích này thì cái khả năng bắt Wi-Fi khỏe hơn lên rất nhiều, có thể bắt được những cái nhà hàng rất là xa. Đó, thì để cái tích này khá là đơn giản, các bạn chỉ việc vào trong CDA. Sau khi vào CDA, các bạn chỉ việc gọi chữ Better Wi-Fi, viết liền không dấu với bạn nhé. Có rõ iOS 7, iOS 8 các bạn cài bản này, nguồn từ CDA.vn, và đã tương thích với iOS 7, iOS 8 không hề bị xung đột, và các bạn ấn vào cài đặt. Như thế là xong, và các bạn sẽ có một chiếc iPhone có khả năng bắt Wi-Fi khỏe hơn và hiển thị các thông số kỹ thuật của Wi-Fi tốt hơn. Bài hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thế là nó có thêm một cái chức năng khá là hay, đấy là khóa màn hình khóa, thì có thể mình chọn được cái thao tác khi màn hình khóa, chẳng hạn có từ trái đấy, sang phải ở trên bên trên và đảo.